Hôm nay ngày 6 tháng 12 năm 2022, Hội Ba Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho bé Di ở Tân Hùng Ngọc Chánh với số tiền là 500.000 đồng. Đây là lần giao thứ 5 do bác Vinh Sinh Hùng, Thị Tắc Phùng ở Canada tài trợ. Và xin thay mặt cho địa phương xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ. Sau đây là lời phát biểu của bà của cháu bé đến nhận thế cho cháu bé. Tôi là bà nội của cháu Di bắt đi học, tôi đi nhận tiền thế dụng cho cháu Di, rất cảm ơn tài trợ.